Bùi Hải, trưởng khoa hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, giảng viên của bộ môn hồi sức cấp cứu trường Đại học Y Hà Nội, trình bày bài đầu tiên về tác động mạch phổi cấp, nhìn lại 12 năm áp dụng và nghiên cứu. Mời phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Bùi Hải. Kính thưa giáo sư tiến sĩ Ngô Quý Châu, Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam và kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa quý vị đại biểu. Hôm nay tôi rất vui mừng được đến đây để trình bày một cái chủ đề mà chúng tôi cũng đã áp dụng trong suốt 12 năm qua. Và tế tác động mạch phổi là một cái bệnh lý cấp tính cũng khá thường gặp. Tuy nhiên là nó cũng chưa được nhìn nhận một cách đúng mức. Và từ 12 năm vừa qua thì chúng tôi cũng đã áp dụng những cái tiến bộ của trên thế giới về trong cái chẩn đoán và điều trị. Thì ở Việt Nam chúng ta thực tế là từ năm 2006 thì Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Chợ Giấy bắt đầu có cái máy MSCT 64 dãy và DDMS áp dụng để nghiên cứu. Thì đúng như thời gian đó thì trên thế giới đã có cái nhìn nhận đánh giá cái vai trò của MSCT động mạch phổi trong chẩn đoán, nó đã thay thế được cái chụp động mạch phổi xâm lấn. Bởi vì một cái nghiên cứu POPET, nghiên cứu POPET 2 đã chứng minh cái vai trò của nó. Và cái vai trò của nó không chỉ dừng lại chẩn đoán tác động phổi cấp, mà cùng một lúc có thể chẩn đoán được vấn đề cấp cứu khác của phổi. Thì năm 2008, Hội Tim Mạch Châu Âu cũng đưa ra một cái phác đồ chẩn đoán rất là cụ thể. Đó là đối với những bệnh nhân mà nghi ngờ tác động phổi thì người ta sẽ dùng slideshow. Xin lỗi. Điều chỉnh đấy. Đối với cái máy kia. Up. Wow. Cái kia chỉ cái này thôi. Đúng. Xin lỗi vì trục trặc kỹ thuật. Từ năm 2008, Hội Tim Mạch Châu Âu đã đưa ra cái phác đồ chẩn đoán về tác động phổi cấp và chúng ta cũng đã áp dụng được cái phác đồ này trên nhiều phương diện khác nhau. Thì cái phác đồ này cũng ghi rõ là những trường hợp nghi ngờ tác động phổi cấp sẽ được đánh giá cái thang điểm lâm sàng và sử dụng DDMS trong sàng lọc cũng như MSCT để khẳng định chẩn đoán. Và từ năm 2006 đến năm 2013 thì chúng tôi cũng đang tiến hành một cái nghiên cứu để đánh giá cái tính khả thi và khả năng áp dụng của các phác đồ này tại Bệnh viện Bạch Mai. Và các bệnh nhân trên 18 tuổi có nghi ngờ tác động phổi cấp được vào cấp cứu thì được đưa vào nghiên cứu. Và các bệnh nhân mà có vấn đề chống chỉ định như là thuốc cản quang hoặc là dị ứng thuốc cản quang thì được loại trừ khỏi nghiên cứu. Và nghiên cứu được tiến hành chủ yếu tại khoa cấp cứu Bệnh Tim Mạch Quốc gia cũng như khoa hồi sức tích cực. Và đây là cái sơ đồ nghiên cứu tất cả những bệnh nhân nghi ngờ tác động phổi cấp được đánh giá thang điểm lâm sàng DDMS và chụp MSCT. Bệnh nhân được phân loại thành hai nhóm: nhóm có tác động phổi cấp và nhóm không, và sau đó được đưa vào xử lý số liệu. Các bệnh nhân dương tính với tác động phổi cấp thì được phân loại thành hai nhóm: tác động phổi cấp huyết động ổn định và tác động cấp huyết động không ổn định, và được thực hiện điều trị theo các quy trình khác nhau. Đối với bệnh nhân tác động phổi cấp huyết động không ổn định thì được cái quy trình như là hồi sức cơ bản, dùng heparin và dùng anteplas 0.6 mg/kg cân nặng truyền 15 phút ở tĩnh mạch ngoại biên. Và các bệnh nhân mà huyết động ổn định thì được dùng enoxaparin và gối bằng kháng viêm ca đường uống với INR2-3. Các phương tiện kỹ thuật thì chúng tôi dùng MSCT 64 dãy của Bệnh viện Bạch Mai để chẩn đoán, và siêu âm tim được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa tim mạch. Các xét nghiệm khác như DDMS thì cũng được thực hiện tại khoa cận lâm sàng. Và các thang điểm Well và Geneva được sử dụng để đánh giá sàng lọc ban đầu. Và cỡ mẫu dự kiến là 120 bệnh nhân, và chúng tôi thực tế thu thập được 141 bệnh nhân
với tuổi trung bình là 59,6 và chủ yếu là nam. Các yếu tố nguy cơ chủ yếu thường gặp đó là bất động lâu và sau mổ hộ. Và một số triệu chứng lâm sàng thường gặp thì là chủ yếu là khó thở, nhịp tim nhanh. Và đây là cũng tương tự như cái kết quả khác của các tác giả trên thế giới, đặc biệt là của Stein, một nghiên cứu rất là lớn. Về thang điểm Well thì chúng tôi nhận thấy là thang điểm Well có cái giá trị chẩn đoán với độ nhạy 64-65%, độ đặc hiệu là 68%. Và thang điểm Geneva, một thang điểm này thì không có cái yếu tố gọi là phụ thuộc chủ quan vào người thầy thuốc, với cái giá trị chẩn đoán độ nhạy là 75%, cao hơn so với thang điểm Well. Và khi mà so sánh thang điểm Well và thang điểm Geneva thì chúng tôi thấy là cái diện tích trị đường cong của thang điểm Well là 0,71. Tuy nhiên và của Geneva cải tiến là 0,68. Tuy nhiên cái thang điểm Well thì nó khó đánh giá hơn khi mà những thầy thuốc chưa có kinh nghiệm, vì nó có mang tính chất chủ quan. Và một số thăm dò cận lâm sàng như là điện tim thì chúng tôi thấy dấu hiệu S1 Q3 T3, dấu hiệu T âm từ V1 đến V3 là những dấu hiệu thường gặp với cái giá trị chẩn đoán khá cao, với dấu hiệu đặc hiệu là 92,9%. Và một thực tế lâm sàng và kinh nghiệm thì chúng tôi thấy rằng ở Việt Nam thì những bệnh nhân chúng ta là cũng không béo quá, thành ngực mỏng, và cái sự tiếp cận bằng cái điện tim là rất có ý nghĩa, đặc biệt với những cái bệnh nhân mà có rối loạn chức năng thất phải, sốc, tụt huyết áp. Đối với khí máu thì cũng điển hình các trường hợp tăng huyết phổi, thế điển hình là một trường hợp những trường hợp có cái kiềm hô hấp, đó là pH tăng, pH sai, CO2 giảm và oxy cũng giảm. Đối với quang phổi thì hầu hết các trường hợp tăng huyết phổi cấp thì không thấy cái gì đặc biệt trên quang phổi thường quy, nhưng cũng có thể gặp một số cái nhóm bệnh nhân có thể tràn dịch quang phổi, có xẹp phổi, có giãn nội phổi, có cái vòm hoành nâng cao, hoặc một số cái dấu hiệu cũng gặp nhưng tỷ lệ ít hơn, dấu hiệu hâm tần hâm hoặc là dấu hiệu Westermark. Siêu âm Doppler tĩnh mạch sâu chi dưới thì huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới được nằm trong cái nhóm là thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch cùng với lại tắc nội phổi cấp, nó như hai vấn đề của một vấn đề lớn. Thì chúng tôi cũng ghi nhận thấy có 56% các trường hợp tắc nội phổi cấp nhìn thấy có thấy huyết khối tĩnh mạch sâu trên siêu âm Doppler tĩnh mạch sâu chi dưới. Trên MSCT thì chúng tôi thấy chủ yếu các bệnh nhân có cái huyết khối ở thân trung và thùy, những huyết khối dưới phần thùy thì ít hơn. Và bên cạnh đó chúng tôi cũng thấy là có 15,8% các trường hợp là có cái giãn thất phải và có huyết khối, có ứ huyết ở tĩnh mạch chủ dưới. Đây là một dấu hiệu của suy thất phải cấp, mà căn cứ vào đó thì Hội Tim Mạch Châu Âu cũng sử dụng để đưa ra phân tầng nguy cơ các bệnh nhân tắc phổi cấp. Thì cái phân tầng này sử dụng ở các bệnh nhân tắc nội phổi cấp. Khi các bệnh nhân tắc nội phổi cấp thì người ta dựa vào bệnh nhân có bị sốc, có tụt huyết áp không, người ta tính thang điểm Percy, đánh giá rối loạn chức năng thất phải trên siêu âm tim hoặc trên MSCT động mạch phổi, và đánh giá cái men tim, trong đó có troponin và proBNP. Tất cả những các bệnh nhân mà có đầy đủ các thông số này thay đổi bất thường thì được xếp vào nguy cơ tử vong cao, nguy cơ tử vong sớm cao. Những có nhóm còn lại, trong đó có những nhóm không hề thay đổi tí nào ở các thông số này thì được xếp vào nhóm nguy cơ thấp. Người ta còn chia nhỏ hai cái nhóm gọi là trung bình ra nhằm mục đích gì? Đó là nhằm mục đích để phát hiện ra những trường hợp là những giai đoạn chuyển tiếp, chuyển từ giai đoạn bệnh nhân có nguy cơ không cao lên nguy cơ có nguy cơ cao. Thì đó là những trường hợp mà bệnh nhân có tắc nội phổi huyết động ổn định, tuy nhiên là Percy thay đổi và rối loạn chức năng thất phải và có men tim thay đổi. Và cái thang điểm Percy thì cũng được người ta đưa ra để sử dụng trong trường hợp này. Chúng ta thấy hoàn toàn dựa vào các thông số lâm sàng và chia ra cái nhóm có nguy cơ tử vong cao, nguy cơ tử vong thấp hơn. Và chúng tôi cũng áp dụng để nghiên cứu, để tìm hiểu trên các nhóm đối tượng người Việt Nam như thế nào, thì chúng tôi cũng đã có những cái công bố trên tạp chí nghiên cứu y học về giá trị của thang điểm Percy và S-Percy, cũng như là vai trò của troponin T, anti-proBNP và tắc nội phổi cấp. Chúng tôi cũng đã đăng công bố cái nghiên cứu này. Sau khi được chẩn đoán và rõ và phân loại thì các bệnh nhân tắc nội phổi cấp sẽ được điều trị theo một quy trình. Thì cái quy trình này được Hội Tim Mạch Châu Âu đưa ra năm 2008 và vẫn tiếp tục duy trì cho đến 2014, vẫn được giữ cái khuyến cáo này. Đó là những bệnh nhân tắc nội phổi cấp có huyết động không ổn định thì người ta sẽ xem xét, sau khi được khẳng định xong thì có thể xem xét được tái tưới máu phổi, tái thông động mạch phổi. Những trường hợp mà không thể chụp MSCT để khẳng định thì người ta có thể xem xét để làm siêu âm tim tại giường
Và nếu thấy rối loạn chức năng thận phải thì có hoàn toàn có thể áp dụng được cái biện pháp tái tưới máu cho bệnh nhân. Và thuật ngữ tái thông nội phổi cũng được mới xuất hiện năm 2014 của Hội Tim Mạch Châu Âu, thì người ta tái thông nội phổi. Thì đây là một cái thuật ngữ nhằm chỉ đến phải sử dụng tới 3 kỹ thuật, một trong 3 kỹ thuật đó là dùng thuốc tiêu xuất huyết, lấy huyết khối catheter và phẫu thuật lấy huyết khối. Thì Hội Tim Mạch Châu Âu khuyến cáo dựa trên cái nguy cơ tử vong sớm hay muộn của bệnh nhân, hay nói cách khác là dựa trên cái tình trạng huyết động của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân huyết động không ổn định thì sẽ được khuyến cáo sử dụng thuốc tiêu xuất huyết ngay từ đầu cho bệnh nhân với khuyến cáo 1B. Phẫu thuật lấy huyết khối được khuyến cáo mức độ 1C. Can thiệp lấy huyết khối bằng ống thông được khuyến cáo là mức độ 2A bằng chứng C. Tuy nhiên ở đây chúng ta thấy hai cái khuyến cáo phía dưới, tức là phẫu thuật hoặc là lấy khối catheter được thực hiện sau khi nếu như bệnh nhân có chống chỉ định tiêu xuất huyết hoặc là dùng thuốc tiêu xuất huyết rồi nhưng mà thất bại. Và hội bác sĩ lồng ngực Mỹ năm 2012 cũng như 2016 thì có cái nhìn nhận hơi khác một chút so với hội tim mạch châu Âu, đó là những trường hợp mà tác động phổi cấp có tụt huyết áp thì có thể mổ lấy huyết khối khi mà chống chỉ định với tiêu xuất huyết và thất bại với tiêu xuất huyết hoặc là thất bại qua lấy huyết khối qua catheter. Như vậy người ta xếp cái lấy huyết khối catheter trên cái vấn đề phẫu thuật. Và đối với bệnh nhân huyết động ổn định thì tiêu xuất huyết không được khuyến cáo một cách thường quy. Tuy nhiên có thể khuyến cáo cho những trường hợp mà bệnh nhân tăng phổi cấp huyết động ổn định, tuy nhiên ở cái mức nguy cơ tử vong mức trung bình cao. Và nói về thuốc tiêu xuất huyết thì FDA đã công nhận hai phác đồ, một là TPA 100 ba thuốc, đó là TPA 100mg truyền trong vòng 2 giờ, Ceftokinase và Urokinase là những thuốc kinh điển. Và đối với Hội Tim Mạch Châu Âu thì cũng công nhận với cái ba phác đồ này. Tuy nhiên, cụ thể hơn với phác đồ tiêu xuất huyết bằng ATPA thì Hội Tim Mạch Châu Âu đã đưa ra hai phác đồ. Phác đồ chuẩn là 100mg truyền tĩnh mạch trong vòng 2 giờ và phác đồ sau đó, phác đồ phối hợp có thể lựa chọn đó là Anteplase 0,6mg kg cân nặng truyền trong vòng 15 phút và tối đa là 50mg. Và một cái nghiên cứu của tác giả Goldhaber và cộng sự thì so sánh cái, các bệnh nhân được dùng hai cái liều hai cái thuốc khác nhau là TPA liều thấp phối hợp heparin và placebo phối hợp với heparin. Thì kết quả cho thấy là TPA cái nhóm bệnh nhân được dùng TPA thì huyết khối dễ tan hơn, có trên 50% các bệnh nhân huyết khối được phần trăm huyết khối được tan dễ hơn và tăng tới máu trong vòng 24 giờ. Và một cái nghiên cứu khác để làm cụ thể hơn, cùng là dùng TPA nhưng với phác đồ khác nhau, với 100mg truyền trong vòng 2 giờ và 0,6mg truyền trong vòng 15 phút, thì người ta nhận thấy rằng phác đồ dùng liều chuẩn 100mg thì có xu hướng ly giải huyết khối nhanh hơn, tuy nhiên tỷ lệ chảy máu lại nhiều hơn. Và người ta vẫn thường quan tâm đến cái tiêu xuất huyết, cái thời gian vàng của nó là thế nào, thì người ta nhận định rằng Hội Tim Mạch Châu cũng đưa ra là 36 giờ đầu thì có 90% trường hợp bệnh nhân cải thiện tốt trên lâm sàng và trên siêu âm tim. Và thời gian tối ưu dùng tiêu xuất huyết là trong vòng 48 giờ đầu kể từ lúc bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng. Tuy nhiên, có những nghiên cứu chỉ ra rằng bệnh nhân đã biểu hiện khởi phát các triệu chứng từ 6 đến 14 ngày dùng tiêu xuất huyết vẫn còn có giá trị. Và từ đó thì chúng tôi cũng đã áp dụng để cho các bệnh nhân Việt Nam. Tuy nhiên, việc lựa chọn dùng thuốc tiêu xuất huyết nó cũng phân vân giữa cái liều 100mg hay là dùng liều thấp. Thì với cái gợi ý rằng thuốc tiêu xuất huyết dùng 0,6mg kg cân nặng có thể phù hợp với cái hình thể người Việt Nam, bên cạnh đó là cái giá thành điều trị cũng có thể dễ hơn, rẻ hơn. Và đây là những nghiên cứu bước đầu, chúng tôi cũng muốn dùng cái phác đồ nó mang tính chất an toàn hơn, nguy cơ chảy máu thấp hơn theo như cái nhận định của các nghiên cứu trên thế giới. Thì chúng tôi tiến hành nghiên cứu tại 5 bệnh viện với các bệnh nhân tăng phổi cấp và nhằm đánh giá xem là cái tính khả thi của nghiên cứu thế nào, các bệnh nhân có hiệu quả không hay là có nguy cơ chảy máu hoặc các biến chứng khác không. Thì đây là một nghiên cứu chúng tôi hồi cứu lại tất cả các bệnh nhân từ năm 2010 đến 2018. Các bệnh nhân tăng động phổi cấp được điều trị bằng thuốc tiêu xuất huyết 0,6mg kg cân nặng truyền trong vòng 15 phút cho đường tĩnh mạch và các điều trị khác thì như là điều trị cơ bản. Và được đánh giá các áp lực động mạch phổi, chỉ số nặng trên FCT động mạch phổi sau 1 tuần, sau 1 tháng và sau 3 tháng điều trị, cũng như đánh giá các tỷ lệ tử vong cũng như là các biến chứng khác.
Kết quả thì có 51 bệnh nhân tác động phổi cấp với tuổi trung bình là 62 và có 26 bệnh nhân nguy cơ tử vong cao, 25 bệnh nhân nguy cơ tử vong trung bình cao. Và chúng tôi nhận thấy thì áp lực động mạch phổi, chỉ số nặng của tác động mạch phổi trên MSCT động mạch phổi giảm sau 1 tuần, giảm sau 1 tháng và giảm sau 3 tháng điều trị. Đặc biệt là 40 bệnh nhân, phần lớn các bệnh nhân là sau 3 tháng thì không còn thấy huyết khối trong động mạch phổi. Còn nhóm còn lại nhỏ hơn thì cũng thấy huyết khối nhưng huyết khối đã nhỏ đi rất nhiều. Và có 2 trường hợp tử vong. Những trường hợp này thì nó không liên quan một cách trực tiếp đến tác động mạch phổi cấp. Và không có trường hợp nào chảy máu nặng, là không trường hợp nào chảy máu phải mức phải truyền máu, không trường hợp nào chảy máu sọ não. Và có một trường hợp bệnh nhân có phù hồi cấp, đây hội chứng tai tươi máu, và một trường hợp có giả phình động mạch cảnh. Cái trường hợp này thì sau khi được đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, bệnh nhân được dùng tiêu xuất huyết và những ngày sau, sau một tháng sau bệnh nhân phát hiện ra giả phình động mạch cảnh thì bệnh nhân được quay lại để can thiệp để phẫu thuật xử lý giả phình động mạch cảnh. Và cái kết luận thì bước đầu cho thấy liều thấp ATPA Antemblast 0,6mg kg cân nặng truyền trong vòng 15 phút cho các bệnh nhân tắc động mạch phổi cấp, kể cả bệnh nhân nguy cơ tử vong cao và nguy cơ tử vong trung bình cao, cho thấy bước đầu có hiệu quả và không có những cái tai biến nặng. Và đây là một cái ca lâm sàng của bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng tôi, bệnh nhân nữ 48 tuổi và sau khi mổ u sơ tử cung cắt bán phần ngày thứ 5 tại bệnh viện tỉnh, bệnh nhân biểu hiện khó thở đột ngột, nhanh chóng ngừng tuần hoàn và sau 10 phút thì cấp cứu ngừng tuần hoàn tái lập. Bệnh nhân đặt nội khoản, dùng Adalin và chuyển viện. Bệnh nhân lúc đến viện chúng tôi trong tình trạng vẫn dùng an thần hai vận mạch, dùng Adrenalin và Noradrenaline. Bệnh nhân với cái pH là 7,1 trên khi máu và bệnh nhân vô niệu và suy thận. Bệnh nhân có troponin T, proBNP đều tăng, procalcitonin cũng tăng. Bệnh nhân được lọc máu và các điểm Geneva tăng điểm OEL thì cho thấy bệnh nhân có nguy cơ tắc động mạch phổi rất là cao. Bệnh nhân trên điện tim cũng có dấu hiệu S1, Q3, T3. Trên X-quang phổi thì chúng tôi chưa thấy gì đặc biệt, tuy nhiên thì có vẻ như cái phổi bên phải bệnh nhân có cái sáng hơn là phổi bên trái. Và trên MSCT động mạch phổi đã thấy có huyết khối ở thân ở nhánh động mạch phải bên phải và một phần phân thủy ở bên động mạch phổi bên trái. Vậy bệnh nhân này có chỉ định tiêu xuất huyết hay không? Thì chúng ta nói thừa nhận với nhau rằng theo Hiệp hội Tim mạch châu Âu thì có, bởi vì bệnh nhân có sốc, chưa kể bên cạnh đó tất nhiên bệnh nhân có những thông số khác nữa như là có rối loạn chức năng thất phải, có thay đổi men tim và đặc biệt là huyết khối lan rộng trên MSCT động mạch phổi với chỉ số nặng là trên 60%. Tuy nhiên bệnh nhân có chống chỉ định tiêu xuất huyết, chống chỉ định đây không phải tuyệt đối nhưng mà là xếp vào tương đối thôi. Về bệnh nhân có sau mổ 10 ngày, bệnh nhân có catheter tĩnh mạch đùi, có catheter tĩnh mạch cành trong, bệnh nhân có PT 42%, APT bệnh trên chứng 2,26 và tiểu cầu 95 gigalit. Chúng tôi làm tại bệnh viện Đại học Hà Nội thì khi đó thì cũng chưa có phẫu thuật tim và can thiệp mạch phổi thì chúng tôi thực sự cũng chưa sẵn sàng. Và bệnh nhân tiếp tục được hồi sức, chúng tôi dùng heparin với cái liều để duy trì cái APT bệnh chứng với mức độ là 1,5 đến 2,3, tuy nhiên chúng tôi thường để dưới mức 2,0. Chúng tôi cho bệnh nhân tiểu cầu và plasma tươi. Và sau đó chúng tôi quyết định cũng hội chẩn và cho dùng ATPA 0,6mg km truyền trong vòng 15 phút. Và sau 2 giờ dùng tiết tự huyết thì huyết áp của bệnh nhân cải thiện, giảm nhịp tim, cắt được adrenaline, bệnh nhân không có dấu hiệu chảy máu từ các vị trí viết mổ cũng như trong ổ bụng cũng như là chảy máu tiết niệu hoặc là tiêu hóa. Và bệnh nhân thể tích nước tiểu tăng dần, tình trạng suy thận bệnh nhân giảm và bệnh nhân ra viện sau 11 ngày. Và sau 18 ngày thì bệnh nhân kiểm tra lại và huyết khối trên MSCT động phổi đã hết và siêu âm tim động mạch phổi. Siêu âm tim thì áp lực động mạch phổi và đường kính thất phải cũng giảm hơn. Lấy huyết khối catheter thế nào? Là đây một cái biện pháp mà cũng là gọi là tái thông động mạch phổi. Thì theo ACCP năm 2012 và cũng như 2016 thì lấy huyết khối động mạch phổi được chỉ định ưu tiên cho những bệnh nhân mà có chống chỉ định thuốc chống tiêu xuất huyết và ở những cái nơi mà bệnh nhân có thể có cái điều kiện kỹ thuật làm được và người ta cũng nói rằng nó có hiệu quả hơn so với việc mà anh không làm gì. Và hội tim mạch FDA của Mỹ cũng công nhận là cái kỹ thuật là TPA qua catheter kết hợp với siêu âm làm tan huyết khối là được công nhận bởi FDA và
người ta có một thiết bị là ECOS thì bắt đầu được sử dụng tại Việt Nam. Và chúng ta thấy ở đây trên hình ảnh là một cái chụp động mạch phổi qua xâm lấn. Chúng ta thấy trên đây là hình ảnh động mạch phổi bị cắt cụt hai bên mà không thấy, đặc biệt bên động mạch phổi phải chúng ta thấy không hề thấy có tưới máu. Sau đó bệnh nhân được đặt catheter lên cái động mạch phổi hai bên. Đây chúng ta thấy cái mắt của catheter trên này. Và được dùng siêu âm tại chỗ, siêu âm và dùng thuốc tiêu xuyết tại chỗ với liều 1mg trên 1 giờ trong vòng 12 giờ. Thì sau đó người ta chụp lại thì thấy là các cây động mạch phổi đã rõ ràng hơn, cái động mạch phổi rõ ràng hơn ở hai bên và không có dấu hiệu chảy máu. Bệnh nhân thoát chết và không có chảy máu. Và một số cái dụng cụ khác có thể dùng được vì thực tế là ở Bệnh viện Đào Hy cũng như là Viện Tim Mạch Quốc gia đã sử dụng một số cái dụng cụ khác để can thiệp, để tạo dòng chảy cho bệnh nhân, tái tưới máu cho bệnh nhân. Thì cách đây 5 ngày tại Bệnh viện Đào Hy cũng có một trường hợp bệnh nhân tắc mạch phổi được chuyển từ Việt Đức sang và bệnh nhân cũng có tình trạng sốc. Tuy nhiên bệnh nhân có trên nền u màng não với tưới máu trên u màng não rất lớn, đặc biệt là quanh cái vùng cầu não. Và chúng tôi cũng không dám dùng tiêu xuyết và đã dùng các catheter. Và sau khi chỉ chiếu tia 10 phút, các bác sĩ tim mạch can thiệp đã dùng các catheter thông tim và hút ra những cục huyết khối và bệnh nhân đã cải thiện và bệnh nhân đã có thể ra về được rồi. Thì đây là một ca lâm sàng khác mà chúng tôi thực hiện và chúng tôi trước khi đưa làm bài báo cáo này thì bệnh nhân đã được thực hiện. Bệnh nhân nữ 82 tuổi, bị tai nạn giao thông, sau đó thì bệnh nhân có xuất hiện khó thở. Bệnh nhân được vào bệnh viện với Glasgow 12 điểm, nhịp thở nhanh và huyết áp thì tụt, SpO2 thấp. Bệnh nhân thì được làm điện tim cũng có S1, Q3, T3 và T âm ở V1 đến V3. Bệnh nhân cũng rất là toan máu và ProBNP, troponin T cũng đều tăng. Bệnh nhân trên X quang phổi chúng ta thấy có dấu hiệu hâm thần hâm ở bên phổi bên phải và trên siêu âm tĩnh mạch sâu chi dưới có huyết khối. Bệnh nhân được chụp MSCT động mạch phổi chúng ta thấy cái huyết khối vắt vẹo qua thân trung của động mạch phổi. Bệnh nhân có chỉ định với tiêu xuyết, tuy nhiên là trên CT động sọ não chúng ta thấy bệnh nhân có một cái huyết khối, chảy máu não ở thùy thái dương bên trái. Đây là một cái chống chỉ định tuyệt đối của tiêu xuyết và chúng tôi đã nhờ các bác sĩ tim mạch can thiệp để can thiệp và tạo dòng chảy trên động mạch phổi, nó hút ra những cục huyết khối cũng không quá lớn. Tuy nhiên cũng chỉ sau 10 phút chiếu tia thì bệnh nhân huyết động đã ổn định và chúng tôi tiếp tục hồi sức cho bệnh nhân và sau 10 ngày bệnh nhân cũng ra viện. Và thời gian điều trị chống đông như thế nào thì chúng ta biết là các hội tim mạch trên thế giới cũng như hội tim mạch Việt Nam cũng đã khuyến cáo là các bệnh nhân tắc mạch phổi cấp cũng như huyết khối tim mạch sâu sau khi được điều trị xong giai đoạn cấp thì người ta phải điều trị ít nhất là 3 tháng và người ta căn cứ vào nguy cơ chảy máu cũng như nguy cơ tái phát. Về nguy cơ tái phát thì người ta sử dụng cái thuật ngữ gọi là những yếu tố nguy cơ có thể sửa chữa được không. Thì những yếu tố nguy cơ có thể sửa chữa được luôn được, ví dụ như là phẫu thuật sau nào phẫu nằm lâu, và những không sửa chữa được như là bệnh nhân mà có bị ung thư, đó là một trường hợp rất điển hình, thì ít nhất là 3 tháng. Nhưng người ta căn cứ vào nếu mà nguy cơ chảy máu mà cao đối với những cái bệnh nhân mà những yếu tố nguy cơ không thể sửa chữa được thì người ta cũng chỉ dùng 3 tháng. Còn nguy cơ chảy máu thấp người ta khuyến cáo là dùng kéo dài. Và những bệnh nhân có thai thì người ta khuyến cáo là dùng ít nhất 3 tháng. Và những bệnh nhân ung thư thì khuyến cáo là nên dùng kéo dài. Và dùng thuốc nào thì mới đây thì Hội Tim Mạch Châu cũng như trên toàn thế giới cũng đã khuyến cáo rằng là anh có thể lựa chọn warfarin, anh có thể heparin trọng lượng thấp, anh có thể lựa chọn là kháng đông đường uống, người ta gọi là mới nhưng mà gần đây người ta gọi là direct, tức là trực tiếp những kháng đông tác động trực tiếp lên yếu tố 10A hoặc là yếu tố 2A. Thì đối với những bệnh nhân mà nói chung thì người ta có thể ưu tiên sử dụng các thuốc như warfarin và phải phối hợp với heparin trước và duy trì APT-INR từ 2 đến 3. Và đối với những bệnh nhân được dùng heparin trọng lượng thấp thì người ta có thể phối hợp và thay thế cho các thuốc warfarin hoặc là thuốc chống kháng đông đường uống trực tiếp. Và kháng đông đường uống trực tiếp người ta ưu tiên sử dụng rivaroxaban và hoặc là dabigatran. Và ở các bệnh nhân mà có thai thì người ta dùng heparin trọng lượng thấp, những bệnh nhân ung thư thì cũng dùng ưu tiên heparin trọng lượng thấp. Tuy nhiên gần đây các nghiên cứu về các thuốc chống đông đường uống trực tiếp thì người ta đang có xu hướng mở rộng cho các bệnh nhân ung thư.
Và đây là cái khuyến cáo sử dụng các thuốc chống đông đường uống trực tiếp thì có các khác nhau. Tuy nhiên trên thị trường Việt Nam chúng ta hiện tại có rivaroxaban và dabigatran. Chúng tôi cũng có một cái nghiên cứu để áp dụng cái thuốc mới này. Đây là một cái nghiên cứu thực hiện tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và nghiên cứu thực hiện từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 8 năm 2016 trên 44 bệnh nhân. Thì các bệnh nhân này có tuổi trung bình là 52 và chủ yếu là bệnh nhân nam. Các bệnh nhân được dùng rivaroxaban với cái liều theo khuyến cáo và liều khuyến cáo là dùng 15mg 2 lần một ngày trong vòng 3 tuần, sau đó chuyển 20mg một lần một ngày những thời gian còn lại. Thì sau 7 đến 10 ngày chúng ta thấy cái lâm sàng bệnh nhân cũng cải thiện và có 27% của bệnh nhân có hết huyết khối trên MSCT động mạch phổi sau 1 tháng điều trị, không có trường hợp nào mà chảy máu và cũng không có cái biến cố lớn như là tăng men gan hoặc là tăng bilirubin. Tuy nhiên có một trường hợp tăng nhưng cũng rất là tăng nhẹ. Và triển vọng nào cho các bệnh nhân tăng phổi cấp trong những thời gian tới thì trên thế giới người ta và cũng như Việt Nam bắt đầu áp dụng cái kỹ thuật gọi là ECMO là tim phổi máy, tim phổi nhân tạo tại giường cho những bệnh nhân mà có tiên lượng tử vong cao, không thể làm được cái gì hơn, không thể di chuyển, mổ lấy huyết khối. Và ở Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đà Nẵng cũng đã có một trường hợp sử dụng các ECMO trong điều trị của bệnh nhân này. Tuy nhiên cái tỷ lệ thành công cũng dè dặt bởi vì bệnh nhân lúc đó rất là nặng, phối hợp thêm nhiều cái bệnh cảnh khác nhau nữa, hoặc là bệnh nhân đã ngừng tuần hoàn rồi và cái giai đoạn sau ngừng tuần hoàn cũng là rất là nặng nề. Và đây là những kỹ thuật có cái biến chứng cao bởi vì cái đường vào mạch máu rất là lớn, với cái sự can thiệp vào mạch máu rất lớn, với cái sự tham gia của các phẫu thuật viên tim mạch, và đặc biệt trên thế giới vẫn còn dữ liệu rất ít về lĩnh vực này. Về việc lấy huyết khối qua cathe can thiệp ở cái bệnh nhân mà nguy cơ tử vong trung bình, tức là những bệnh nhân không phải có sốc, không có tụt huyết áp nhưng chỉ là nguy cơ tử vong trung bình, thì người ta đang có một cái nghiên cứu gọi là PE check với 500 bệnh nhân và người ta hứa hẹn sẽ đánh giá cái giá trị của nó trong một thời gian ngắn nữa. Tóm lại, qua cái bài trình bày của chúng tôi thì muốn đưa đến quý vị một cái nhìn sau 12 năm áp dụng những tiến bộ trên thế giới trong chẩn đoán và điều trị tóc phổi cấp tại Việt Nam, với từ chẩn đoán cho đến điều trị với những cái kỹ thuật chẩn đoán cao, sử dụng thang điểm lâm sàng DDME và MSCT động mạch phổi cũng như là siêu âm tim tại giường. Bên cạnh đó có sử dụng các biện pháp tái tưới máu như là tiêu sợi huyết và lấy huyết khối catheter, một phần có là phẫu thuật, tuy nhiên chúng tôi không đưa nhiều với phần về phẫu thuật ở đây, và các sử dụng thuốc chống đông đường uống mới trực tiếp đã cho thấy là các phác đồ này có thể áp dụng tại Việt Nam và hoàn toàn khả thi và bước đầu cho thấy có giá trị. Và một số cái thăm dò khác có triển vọng như là ECMO và lấy huyết khối catheter cùng với đầu dò siêu âm tại chỗ và kết hợp tiêu sợi huyết cũng có thể sẽ được áp dụng tại Việt Nam. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị đại biểu. Vâng, xin cảm ơn Phó sư tiến sĩ Hồng Bùi Hải.